Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời sau thời gian trị bệnh Theo thông tin từ VN Express, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, tác giả, hát cho dân tôi nghe qua đời ở tuổi 81 tại Bệnh viện 175 sau thời gian dài trị bệnh, sáng ngày 26 tháng 7. Nhận tin, nhạc sĩ Trương Quang Lục, 90 tuổi, tác giả ca khúc Vàm Cỏ Đông cho biết, dù hiểu quy luật sinh tử, ông rất buồn khi đồng nghiệp qua đời, Tôn Thất Lập là một trong những nhạc sĩ đi đầu khi sáng tác cổ vũ phong trào phản chiến mang tên Hát cho đồng bào tôi nghe, ông Trương Quang Lục nói. Ngoài ra tang lễ nhạc sĩ sẽ diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 7, lễ động quan dự kiến vào ngày 30 tháng 7, sau đó ông được an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhạc sĩ Tôn Thất Lập còn các bút danh khác là Trần Nhật Nam, Lê Nguyên Nguyễn Xuân Tân, ông sinh năm 1942 tại Huế, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam. Trong những năm kháng chiến, ông hoạt động trong phong trào hát cho đồng bào tôi nghe. Các sáng tác của ông như hát cho dân tôi nghe, dậy mà đi, xuống đường đã được hát trong phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên miền Nam. Sau đó, ông ra Bắc học tại Nhạc viện Hà Nội rồi quay vào Nam làm công tác văn hóa của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông đã để lại cho đời nhiều ca khúc được công chúng yêu thích, trong đó nổi bật là những sáng tác về tình yêu quê hương đất nước. Nhiều ca khúc của ông đã được đông đảo quần chúng yêu thích như Tình ca mùa xuân, Tình ca tuổi trẻ, Trị An âm vang mùa xuân, Mưa thị thầm, Oảnh tù tì, Cô bé dễ thương, Tình yêu mãi mãi.